Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Sáu ngày 12 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Giám sát các dự án sinh thái và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2005-2015. Doanh nghiệp Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vị trí cùng hội nhập để phát triển. Xây dựng và nâng cao chất lượng nữ cán bộ tại Lâm Đồng. Xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối hiện đại là hình thức xuất khẩu hiệu quả, bền vững, được nhiều doanh nghiệp Việt Nam theo đuổi hiện nay. Quỹ tiền tệ quốc tế và Liên minh châu EU hối thúc Italia tuân thủ kỷ luật ngân sách. Nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh mùa cao điểm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng năm học mới tại phân hiệu Đà Lạt. Ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã đến dự. Đây là khóa khai giảng thứ 7 được Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tại phân hiệu Đà Lạt tổ chức, với tổng số đào tạo đến nay hơn 900 sinh viên. Riêng khóa học này có trên 100 sinh viên đến từ các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung, trong đó sinh viên vùng Tây Nguyên chiếm gần 70%. Trong 5 năm học, các sinh viên được đào tạo hai chuyên ngành gồm kiến trúc và kỹ thuật xây dựng. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục mở rộng các ngành đào tạo như kiến trúc cảnh quan và mỹ thuật. Tại lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tỉnh Lâm Đồng quan tâm giúp đỡ phân hiệu Đại học Kiến trúc tại Đà Lạt tiếp tục phát triển xứng đáng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực về xây dựng kiến trúc trong khu vực nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là ngôi trường nổi tiếng về nghiên cứu đào tạo ngành kiến trúc xây dựng, không chỉ sinh viên trong cả nước trong suốt chặng đường phát triển, nhiều con em ở Lâm Đồng đã học tập và trưởng thành từ mái trường này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng các tân sinh viên và mong muốn lãnh đạo và các thầy cô giáo nhà trường tiếp tục đổi mới trong dạy và học, không ngừng sáng tạo trong nghiên cứu, mở rộng chuyên ngành, đặc biệt tạo điều kiện cho con em Lâm Đồng được tham gia học tập, tạo nguồn nhân lực cho tỉnh trong lĩnh vực xây dựng thiết kế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Dịp này, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã khen thưởng cho các sinh viên đạt nhiều thành tích trong học tập trong khóa học vừa qua. Chiều nay, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân tỉnh về việc giám sát quản lý nhà nước với các dự án du lịch sinh thái và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2005-2015. Ông Văn Văn Đa, Phó Chủ tịch Ban nhân tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện các sở ngành liên quan và thành viên đoàn giám sát. Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức giám sát liên thông ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã với 10 dự án du lịch sinh thái kết hợp quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2005-2015 ở 6 xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với các nội dung giám sát trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền các cấp trong việc cấp phép và quản lý khu du lịch sinh thái, tổ chức hoạt động của dự án du lịch sinh thái, công tác quản lý bảo vệ rừng của các chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất cho thuê đất, thuê rừng. Qua giám sát hai cấp xã và huyện, nhìn chung công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật được địa phương thực hiện thường xuyên. Ủy ban nhân dân các xã, huyện và các đơn vị chủ rừng thực hiện tốt chính sách giao khoán bảo vệ rừng. Công tác phòng chống cháy rừng được chú trọng. Bên cạnh những kết quả trên, đoàn giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng lưu ý cần chấn chỉnh các nội dung như việc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn ở cơ sở trong công tác kiểm tra cụ thể các nội dung của dự án chưa kịp thời, ý thức trách nhiệm của một số cơ quan đơn vị chủ rừng chưa cao, chưa đồng bộ. Thông qua công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại của các doanh nghiệp trong vấn đề quản lý, bảo vệ rừng, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp và thay đổi bổ sung những cơ chế quản lý để hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư các dự án du lịch sinh thái và bảo vệ rừng. Chiều hôm qua, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện một số sở ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Bảo Lâm về tình hình kinh tế xã hội trong 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế xã hội của huyện Bảo Lâm tiếp tục phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được hơn 91 tỷ đồng, bằng 83% so với dự toán. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 186 triệu đô la Mỹ, đạt 97,8% kế hoạch. Ngành nông nghiệp bước đầu đã hình thành các chuỗi liên kết giá trị sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định. Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đầu tư công được quan tâm thực hiện.
Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trên địa bàn giảm còn 12,5%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới đạt 99%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 95%. Duy trì độ che phủ rừng đạt 54%. Toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí, đăng lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, và 3 xã còn lại đạt 14 tiêu chí. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Tại buổi làm việc, huyện Bảo Lâm nêu lên một số đề xuất, kiến nghị. Dù địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn xây dựng các công trình trọng điểm, cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là các công ty, doanh nghiệp ngoài nhà nước nhận thuê đất, thuê rừng để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép. Lĩnh vực giáo dục, tỷ lệ số trường học đạt chuẩn quốc gia còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, tại các xã vùng đồng bào dân tộc của huyện còn gặp khó khăn về một số tiêu chí, như tiêu chí thu nhập, tổ chức sản xuất và giáo dục. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Bảo Lâm đã đạt được. Đồng thời, yêu cầu huyện Bảo Lâm cần tập trung rà soát các chỉ tiêu để có kế hoạch thực hiện. Trong đó có công tác thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình cơ bản trên địa bàn, đảm bảo tiến độ và chất lượng, tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch phát triển đô thị, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, địa phương cần tiếp tục quan tâm thực hiện, nhất là công tác cải cách hành chính và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Đồng thời, cần sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đăng ký quản lý cư trú phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Doanh nghiệp Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vị trí cùng hội nhập để phát triển. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sáng nay tại thành phố Đà Lạt, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả công tác đăng ký quản lý cư trú phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Đại tá Trần Quốc Sáng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an và Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo công an các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Cục 06 Bộ Công an, qua 10 năm triển khai thực hiện luật cư trú, công an các địa phương trên toàn quốc đã giải quyết đăng ký thường trú cho trên 7 triệu hộ, 32 triệu nhân khẩu, đăng ký tạm trú trên 4 triệu hộ và 20 triệu nhân khẩu. Riêng các địa phương khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên đã giải quyết đăng ký thường trú cho trên 300.000 hộ, 1,4 triệu nhân khẩu, đăng ký tạm trú cho trên 250.000 hộ và trên 1 triệu nhân khẩu. Đặc biệt, công an các địa phương khu vực Tây Nguyên đã thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nội dung yêu cầu công tác cải cách hành chính trong đăng ký quản lý cư trú, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp, gắn với việc thực hiện các quy định về cư trú trên các lĩnh vực như nhà đất, hộ tịch, dân số, thống kê, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu đề xuất theo thẩm quyền các biện pháp quản lý nhân khẩu, hộ khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số, di dân tự do, góp phần phục vụ các hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì các địa phương khu vực Tây Nguyên cũng đang phải đối mặt với một số vấn đề như cơ sở hạ tầng giao thông đi lại còn khó khăn, dân cư phân bổ không đều, tình trạng di dân tự do có chiều hướng gia tăng. Tại hội nghị, trên 30 tham luận của công an các địa phương đã tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả 10 năm triển khai thực hiện công tác đăng ký quản lý cư trú, công tác đăng ký quản lý cư trú tại khu vực biên giới, kết quả công tác đăng ký quản lý cư trú đối với dân di cư tự do đến Tây Nguyên, chỉ ra một số vướng mắc khó khăn và chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đăng ký quản lý cư trú, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, qua đó có phần đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn khu vực Tây Nguyên. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 10 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2018. Tham dự hội thi có 10 báo cáo viên là bí thư hoặc phó bí thư các đảng bộ cơ sở trực thuộc các xã, phường, thành ủy, mặt trận Tổ quốc. Mỗi thí sinh tham gia 3 phần thi, gồm phần thi biên soạn đề cương, phần thi thuyết trình theo nội dung đề cương đã chuẩn bị trước ban giám khảo và toàn thể hội thi. Phần thi trả lời câu hỏi vấn đáp của ban giám khảo đưa ra với nội dung liên quan đến bài thuyết trình của người dự thi.
Các nội dung câu hỏi liên quan đến nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 lần thứ 4, 5, 6 và 7, các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12, các nghị quyết chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10, những kết quả sau nửa nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh gắn với của thành phố và của địa phương, đơn vị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hội thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ báo cáo viên được bồi dưỡng, trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong việc tuyên truyền các nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó có phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp, phát hiện những báo cáo viên có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng, dự nguồn cán bộ tuyên giáo. Chiều nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2018. 9 tháng qua, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng hướng về cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt các nghị quyết của Trung ương, tổ chức sâu rộng việc học tập các chuyên đề liên quan. Qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, phát huy vai trò của các đoàn thể cùng với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh góp phần tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Doanh thu các doanh nghiệp đạt trên 9.830 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt hơn 1.600 tỷ, nộp ngân sách 1.262 tỷ. Thu nhập bình quân đầu người tại các doanh nghiệp cao nhất là gần 35 triệu đồng một tháng, thấp nhất là 3.500.000 đồng một tháng. Qua đánh giá, 33% doanh nghiệp phát triển tốt, 52% doanh nghiệp phát triển ổn định. Công tác giải quyết việc làm và đảm bảo chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả. Bên cạnh thuận lợi, thời gian qua hoạt động của một số doanh nghiệp cũng gặp khó khăn do tình hình chung của nền kinh tế trong nước và thế giới. Công tác phát triển đảng, tổ chức đảng, các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn chậm. Một số hoạt động phong trào thi đua chưa thực sự phát triển. Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức lãnh đạo các doanh nghiệp bám sát chủ trương chính sách về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm, tăng cường kiểm tra giám sát của đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh. Cũng nhân dịp này, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã ôn lại truyền thống 70 năm ngành kiểm tra của đảng và 41 năm ngành kiểm tra đảng Lâm Đồng, đồng thời trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra đảng cho 6 đồng chí là cán bộ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, sáng nay Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo Nữ trí thức với vấn đề bình đẳng giới. Tham dự hội thảo và trình bày tham luận có đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh ủy, các sở ngành của tỉnh và thành phố Đà Lạt. Qua 8 tham luận được trình bày tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và làm rõ vai trò của nữ trí thức trong thực hiện bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng đất nước trong thời kỳ 4.0, công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như những khó khăn và thách thức mà họ đang gặp phải hiện nay. Ngoài ra, các vấn đề và giải pháp trong việc nâng cao chất lượng, bố trí đội ngũ cán bộ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý và đào tạo nguồn cán bộ nữ cũng được thảo luận tại buổi hội thảo này. Các ý kiến tại hội thảo sẽ được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ghi nhận và tổng hợp, làm cơ sở để đề xuất tham mưu với các cấp các ngành trong việc khuyến khích và phát huy tiềm năng, tài năng của nữ trí thức. Qua hội thảo, nữ trí thức với vấn đề bình đẳng giới, nữ trí thức Lâm Đồng có cơ hội chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng điều hành quản lý lãnh đạo để thực hiện các nhiệm vụ được giao và tiếp tục khẳng định vai trò vị trí của cán bộ nữ nói chung, nữ trí thức nói riêng, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ, tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị, ngày mai 13 tháng 10 là ngày doanh nhân Việt Nam, ngày mà Đảng và Nhà nước và nhân dân ta ngày càng nêu cao vai trò và động lực của doanh nhân trong sự nghiệp chung vì dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội. Cùng với các doanh nhân trên toàn quốc, doanh nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dần khẳng định vị trí của mình và ngày càng có nhiều đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tại Lâm Đồng, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng các doanh nghiệp đã không ngừng đầu tư, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm cũng như đổi mới công nghệ, hội nhập quốc tế để khẳng định vị thế của doanh nghiệp mình trên thị trường. Từ đó giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển ổn định và góp phần chung vào bức tranh phát triển của nền kinh tế. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Là đơn vị chuyên hoạt động trên lĩnh vực cung cấp giống cây trồng, với quy mô ban đầu chỉ từ 2 đến 6 lao động, mỗi năm sản xuất khoảng 200.000 cây giống. Sản lượng này chỉ đủ đáp ứng cho các hộ nông dân trên khu vực địa bàn Đà Lạt. Song với sự mạnh dạn trong đầu tư sản xuất, cộng với sự không ngừng đầu tư nghiên cứu, học hỏi và áp dụng những kỹ thuật tiên tiến hiện đại của các nước phát triển, năm 2014, công ty cổ phần cây giống Cao Nguyên đã bắt tay vào việc xây dựng một phòng nuôi cấy mô bài bản hiện đại để hướng tới thị trường xuất khẩu cây giống in vitro. Từ sự đầu tư này đã góp phần nâng cao sản lượng của đơn vị lên 5,5 triệu cây một năm để cung cấp cho thị trường. Trong đó có 2 triệu cây đáp ứng cho thị trường trong nước
3,5 triệu cây xuất khẩu cho thị trường quốc tế như Hà Lan, Mỹ, Úc, Nhật Bản. Công ty cổ phần cây giống Cao Nguyên cũng đã xây dựng được một đội ngũ lao động có tay nghề cao với trên 60 công nhân đáp ứng nhu cầu sản xuất phục vụ thị trường giống cây trồng. Trong cái cơ chế thị trường thì mình phải chấp nhận cái chuyện cạnh tranh và mình phải cố gắng vươn lên. Không riêng gì tôi và cả đội ngũ nhân viên cùng hợp lực để mà làm ra những cây giống tốt và tìm được những cái đối tác tốt, kết hợp làm ăn lâu dài, và mà mình đặt cái chất lượng cây giống lên là chính để mà đáp ứng thị trường cho bà con trong nước cũng giống như là những đối tác nước ngoài. Sản xuất được cây xuất khẩu đi nước ngoài thì mình sẽ có được một lợi thế là sẽ được chuyển giao công nghệ, và cái đó là một cái rất là quan trọng để mà nâng cao cái chất lượng cây giống cũng như nâng cao cái về kỹ thuật, về quản lý để làm cho doanh nghiệp nó phát triển được và đứng vững được. Với phương châm cung cấp những sản phẩm đem lại giá trị và lợi ích tốt nhất cho cộng đồng, chung tay xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Pha Răng Đà Lạt đã không ngừng quan tâm nghiên cứu và đẩy mạnh hợp tác quốc tế để mang lại những sản phẩm chất lượng, giá trị, phục vụ nông dân. Với nhà máy sản xuất có quy mô 3.000 m2, được trang bị hệ thống máy móc đạt tiêu chuẩn châu Âu, hiện đơn vị này đang tạo công ăn việc làm cho gần 100 lao động tại địa phương với mức lương bình quân 7 triệu đồng một người một tháng. Doanh thu hàng năm của công ty đạt gần 100 tỷ đồng và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước từ 3 đến 4 tỷ đồng mỗi năm. Doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường trong bối cảnh hiện nay là doanh nghiệp phải có chịu đựng, phải biết kiềm chế và doanh nghiệp phải tiếp tục đầu tư. Và hiện nay đầu tư có nghĩa là nếu mà cái năng suất lao động thấp quá thì có thể đầu tư về công nghệ, về khoa học. Làm sao để làm cho cái sản phẩm nó càng ngày nó càng hoàn thiện hơn. Ví dụ như chúng tôi được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ về những hệ bộ tiêu chuẩn. Ví dụ như ISO 9001, phiên bản 2015, hoặc là những cái hệ thống mà quản lý môi trường, ví dụ như là 14001, 2015 như vậy. Là những cái hệ thống quản lý đó nó giúp cho công ty là bảo đảm về quản trị rủi ro và an toàn trong trên cái bước đường phát triển. Theo thống kê 9 tháng đầu năm 2018, Lâm Đồng có 710 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 7.862 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 60.972 tỷ đồng. Mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do biến động của thị trường, song với sự mạnh dạn và không ngừng tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nên tình hình sản xuất kinh doanh của Lâm Đồng vẫn hoạt động ổn định và phát triển. Tính đến nay, doanh thu bình quân một doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đạt 12,4 tỷ đồng. Số doanh nghiệp có lãi chiếm tỷ lệ 54,2%. Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng GDP của tỉnh gồm nông lâm nghiệp chiếm 1,81%, công nghiệp xây dựng chiếm 1,82%, dịch vụ chiếm 4,29%, các lĩnh vực khác chiếm 0,24%. Cùng với đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 763.000 lao động với mức thu nhập bình quân là 54,16 triệu đồng một người một năm. Cái việc hỗ trợ của doanh nghiệp thì không chỉ riêng của hiệp hội và rất nhiều các cơ quan, đặc biệt là từ lãnh đạo tỉnh có những và chính phủ có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên, với vai trò và phạm vi của hiệp hội thì cũng đã một góp một phần trong cái việc mà bảo vệ quyền lợi cũng như là hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái điều kiện hiện nay, đặc biệt là cái điều kiện mà chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng, thì vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, vấn đề về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là thương hiệu cho mỗi doanh nghiệp và tìm kiếm thị trường, đây là một những vấn đề rất quan trọng. Tuy nhiên, để mà hàng hóa của chúng ta thực sự có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước thì còn cần nhiều các yếu tố khác, trong đó có phần hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước và đặc biệt là các chính sách về hỗ trợ cũng như là giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp. Và hiện nay thì một số các doanh nghiệp cũng đang còn vướng mắc rất nhiều vấn đề về mặt bằng sản xuất, mở rộng sản xuất, vùng sản xuất nguyên liệu tập trung trở thành những vùng sản xuất hàng hóa đủ điều kiện, đủ thương hiệu cho cái vấn đề về xuất khẩu. Và cái thứ ba đó là phát triển mạnh cái thương hiệu dựa trên giá trị cốt lõi, đó là chất lượng sản phẩm. Đều có thể khẳng định rằng để doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với nền kinh tế, rõ ràng không thể thiếu sự quan tâm hỗ trợ và đồng hành của các ban ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng.
cùng với đó là sự mạnh dạn bứt phá của cộng đồng doanh nghiệp trên chặng đường đẩy mạnh sản xuất, chủ động đổi mới trang thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu để đứng vững trên thị trường và góp phần đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trước khi chuyển sang phần tin trong nước và quốc tế là những thông tin khác. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai dự án nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa từ năm 2016 đến năm 2018. Theo đó, qua gần 3 năm triển khai, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với các ngành, các địa phương tuyên truyền đào tạo tập huấn về nâng cao chất lượng cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực sản xuất, chế biến và cung ứng sản phẩm rau hoa và các mặt hàng tiêu dùng khác. Tính đến nay, có 19 dự án đã hoàn thành và được hỗ trợ trên 1 tỷ đồng để triển khai thực hiện, hỗ trợ 8 doanh nghiệp về tiêu chuẩn, hợp quy và 4 doanh nghiệp tham dự và đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế về chất lượng. Bên cạnh đó, hỗ trợ xây dựng 21 tiêu chuẩn cơ sở, cải tiến công cụ. Tại hội nghị, các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp đã tập trung thảo luận, nêu lên những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng của các sản phẩm của tỉnh Lâm Đồng, như tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về dự án, tổ chức tham quan học tập các mô hình để triển khai nhân rộng cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác đào tạo tập huấn về kỹ năng công cụ cho phù hợp với doanh nghiệp, các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Tại hội nghị chuẩn bị tổ chức chung kết cuộc thi tư pháp hộ tịch giỏi năm 2018 do Sở Tư pháp Lâm Đồng chủ trì vào sáng nay ngày 12 tháng 10, các đại biểu đã được nghe báo cáo về kết quả tiến hành vòng sơ khảo hội thi theo cụm ở các huyện thành. Theo đó, đến nay đã có 10 trên 12 huyện thành phố tổ chức thành công hội thi. Mỗi đơn vị lựa chọn một thí sinh vào vòng chung kết cấp tỉnh. Tại hội nghị, ban tổ chức đã thống nhất thời gian tổ chức chung kết hội thi vào sáng ngày 26 tháng 10 tại hội trường 300 chỗ Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng. Cuộc thi sẽ được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, các thí sinh dự thi theo hình thức bốc thăm và cuốn chiếu. Nội dung thi gồm 3 phần thi là tìm hiểu kiến thức pháp luật, xử lý tình huống và phần thi tiểu phẩm. Hội thi công chức tư pháp hộ tịch giỏi năm 2018 là dịp để bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp hộ tịch cấp xã, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác tư pháp ở cơ sở và tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác chính quyền, đoàn thể, đối với công tác tư pháp hộ tịch nói chung. Ngày 12 tháng 10, Liên đoàn Thể dục Thể thao Người Cao Tuổi tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023. Liên đoàn Thể dục Thể thao Người Cao Tuổi tỉnh Lâm Đồng là tổ chức xã hội nghề nghiệp do các tổ chức cá nhân tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả. Với mục đích tuyên truyền, vận động, tổ chức hướng dẫn, huy động các tổ chức cá nhân tham gia phong trào tập luyện thi đấu các môn thể dục thể thao người cao tuổi để nâng cao thể chất, rèn luyện ý chí, nâng cao sức khỏe, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người cao tuổi, góp phần phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương. Đại hội đã thông qua phương hướng hoạt động bao gồm các nội dung như xây dựng phong trào tập luyện các môn thể dục thể thao cho người cao tuổi sâu rộng, phấn đấu các địa phương trên địa bàn tỉnh có phong trào tập luyện thể dục thể thao, tăng dần tính chủ động của một tổ chức xã hội theo xu hướng giao lưu học hỏi và hội nhập chung với phong trào thể dục thể thao người cao tuổi ở khu vực quốc gia và một số nội dung quan trọng khác. Dịp này, đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 13 thành viên. Ông Vũ Văn Quang được bầu làm chủ tịch Liên đoàn Thể dục Thể thao Người Cao Tuổi tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2018-2023. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước và thế giới. Xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối hiện đại được coi là hình thức xuất khẩu hiệu quả, bền vững, được nhiều doanh nghiệp Việt Nam theo đuổi hiện nay. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Liên minh châu EU hối thúc Italia tuân thủ kỷ luật ngân sách. Thưa quý vị, xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối hiện đại được coi là hình thức xuất khẩu hiệu quả, bền vững, được nhiều doanh nghiệp Việt Nam theo đuổi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn rất nhiều khó khăn về kinh nghiệm kinh doanh cũng như kiến thức kinh doanh quốc tế. Theo Bộ Công Thương, từ đầu năm 2000, một số nhà phân phối nước ngoài như hệ thống Metro của Đức, Auchan của Pháp đã có mặt tại Việt Nam và các doanh nghiệp Việt bước đầu cung cấp hàng cho các hệ thống phân phối này. Tuy nhiên, khi tiếp cận lại có ít doanh nghiệp đủ lớn để đáp ứng được tiêu chuẩn sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp bán những gì họ có mà chưa nhận thức được những yêu cầu và nhu cầu của các hệ thống phân phối đó. Bộ Công Thương thì cũng đã xây dựng một cái đề án là thúc đẩy các cái doanh nghiệp Việt Nam để mở rộng cái phân phối và xuất khẩu trực tiếp qua cái hệ thống phân phối của các doanh nghiệp nước ngoài ở tại các cái nước ngoài, và cũng đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và cái chiến lược này
thì cũng là như vậy thực hiện đến năm 2020. Và từ đó đến nay thì Bộ Công Thương cũng đang phối hợp rất chặt chẽ với các bộ ngành và nhất là các doanh nghiệp, các địa phương để thực hiện có hiệu quả cái đề án này. Để đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối nước ngoài thực sự hiệu quả thì vấn đề cốt lõi chính từ bản thân các doanh nghiệp. Theo Bộ Công Thương cần phải có sự đầu tư bài bản, nghiêm túc và lâu dài vì Nhật Bản và EU là những thị trường có nhu cầu cao và khắt khe. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Theo đó, hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải đáp ứng một số nguyên tắc. Cụ thể, 1. Chỉ những tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới được phép hoạt động kiểm định xe cơ giới. 2. Tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới. Tính độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính được hiểu, không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới không nắm giữ cổ phần hoặc góp vốn trên 10% của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Nghị định quy định, tổ chức đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, nhân lực theo quy định và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm do Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa có quyết định về việc phân cấp thực hiện chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện kiểm tra, xác minh việc miễn giảm tiền sử dụng đất tại nơi người có công cư trú. Giao chi cục thuế căn cứ chính sách này để miễn giảm tiền sử dụng đất đối với hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất của người có công theo quy định. Có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn đôn đốc kiểm tra việc xác nhận đối tượng người có công được miễn giảm tiền sử dụng theo quy định hiện hành. Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền. Quyết định này cũng nêu rõ quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để được xem xét giải quyết. Chính sách này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2018 và thay thế công văn số 3768 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công đã ban hành trước đó. Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018 đã diễn ra trong không gian đậm sắc màu tại Công viên Thống Nhất. Hàng ngàn người dân và du khách hào hứng đến tham quan trải nghiệm, thưởng thức các món ăn truyền thống mang đậm dấu ấn Hà Thành. Lễ hội được thiết kế theo phong cách truyền thống cùng với việc giới thiệu trưng bày các món ăn cổ truyền. Các khu trưng bày giới thiệu văn hóa ẩm thực gợi lại ký ức người dân về một Hà Nội xưa. Khu vực tái hiện không gian văn hóa của các nghề truyền thống gắn với di sản ẩm thực tiêu biểu của Hà Nội gồm 10 gian hàng là nơi quy tụ đông khách. Và đem về hôm nay với hội là để quảng bá cho làng Phú Thượng, là truyền thống xôi Phú Thượng, là xôi đem về trước kia là xôi chỉ bán hàng rong, nay đã đưa vào thành nghề để là thu nhập chính trong gia đình. Từ năm 1955 là đến nay là nhà em đã có quán phở là hơn 60 năm. Và đặc biệt là phở nhà em là cố gắng là gìn giữ và phát huy cái hương vị phở truyền thống hồi xưa là tái chín nạm gầu mà đặc biệt là phải là nước trong. Khác với những cái quán phở ở Hà Nội còn lại. Bên cạnh đó, nhân dân và du khách còn được thưởng thức các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, tham gia các trò chơi dân gian truyền thống, hòa nhập trong không khí trình diễn của các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu. Ẩm thực cũng là một cái loại di sản vật thể mà Hà Nội theo kiểm kê của ngành văn hóa thể thao có 81 cái món ăn mà rất là truyền thống của Hà Nội được du khách và mọi người đánh giá rất cao. Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ hội văn hóa ẩm thực nhằm giới thiệu quảng bá nghệ thuật ẩm thực, góp phần bảo tồn các giá trị di sản văn hóa ẩm thực thủ đô. Lễ hội kéo dài đến hết ngày 14 tháng 10. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo Italia phải tuân thủ kỷ luật ngân sách của Liên minh châu Âu EU, trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại rằng kế hoạch chi tiêu 2019 của chính phủ nước này có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề tài chính của Group. Phát biểu tại hội nghị thường niên của IMF và VKB tại Bali, Indonesia, Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde bày tỏ hy vọng vấn đề ngân sách của Italy có thể tìm được giải pháp sau khi nước này đệ trình kế hoạch ngân sách của mình lên EU, từ đó hai bên sẽ có cơ sở để đối thoại, tìm ra tiếng nói chung.
Cùng ngày, Ủy ban châu Âu EC cũng hối thúc Italy đệ trình một bản dự thảo ngân sách phù hợp với các cam kết của nước này trong EU. EC có quyền bác dự thảo ngân sách của Italy nếu thấy rằng dự thảo đó vi phạm các quy định tài chính của khối. Dự thảo ngân sách 2019 do chính phủ Italy đưa ra dựa trên mức tăng trưởng kinh tế 1,5%, trong khi IMF ước tính tăng trưởng kinh tế năm 2019 của Rome chỉ ở mức 1%. Tăng trưởng thấp hơn dự báo sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt ngân sách cho chính phủ và làm trầm trọng thêm thâm hụt quốc gia. Thổ Nhĩ Kỳ đang đặt mục tiêu trở thành quốc gia không rác thải vào năm 2023. Đây là một phần của sáng kiến được hậu thuẫn bởi đệ nhất phu nhân Emine Erdogan với mong muốn cải thiện hệ thống xử lý và tái chế rác. Cơ sở xử lý rác thải nằm tại thủ đô Istanbul này là tuyến đầu trong cuộc cách mạng rác thải đã được triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ. 45 tấn rác thải được xử lý mỗi ngày trước khi chuyển đi tái chế. Tôi cảm thấy rất tự hào vì được góp sức làm sạch nơi mình đang sống. Hiện phần lớn rác thải vẫn đang được tập kết với các bãi rác thải tập trung và ý thức của người dân vẫn còn thấp. Tuy nhiên, một môi trường và kế hoạch đô thị Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực thúc đẩy kế hoạch tái chế toàn bộ rác thải. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhanh chóng thích ứng với thói quen mới này. Tuy vậy, sẽ cần rất nhiều nỗ lực nếu Thổ Nhĩ Kỳ muốn đạt được mục tiêu trở thành quốc gia không rác thải, bởi 99% lượng rác thải ở quốc gia này được tái chế, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của châu Âu là 34%. Mới đây, hãng hàng không quốc gia Singapore sẽ bắt đầu thực hiện các chuyến bay thương mại dài nhất thế giới, nối giữa Singapore và thành phố New York của Mỹ. Đây cũng là chuyến bay thẳng duy nhất từ Đông Nam Á đến bờ biển phía đông Bắc Mỹ. Chuyến bay này có hành trình dài hơn 3 giờ so với chuyến bay đang giữ kỷ lục dài nhất thế giới hiện nay của hãng hàng không Qantas từ thành phố Perth, Australia đến thủ đô London của Anh. Dự kiến các chuyến bay từ sân bay quốc tế Changi, Singapore tới sân bay quốc tế Newark Liberty, Newark sẽ có chiều dài khoảng 16.700 km. Thời gian bay kéo dài từ 18 giờ 45 phút. Các chuyến bay này nhắm tới khách hàng tiềm năng là các doanh nhân ở Manhattan và miền Bắc New Jersey thông qua thành phố cửa ngõ New York. Hơn 10.000 người pha chế tới từ các châu lục tranh tài cùng nhiều phần thi ấn tượng. Cuộc thi người pha chế xuất sắc nhất thế giới cuối cùng cũng đã tìm ra được người giành chiến thắng trong đêm chung kết vừa qua, vừa kết thúc tại thủ đô Berlin của nước Đức. Khởi tranh từ cách đây 6 tháng, cuộc thi tìm kiếm người pha chế xuất sắc nhất thế giới đã thu hút nhiều người tham dự tới từ mọi nơi. Trong vòng thi chung kết kéo dài 4 ngày tại thủ đô Berlin, 56 người xuất sắc nhất đã tham dự những bài thi vô cùng phức tạp về cách pha chế, kỹ thuật pha chế, tính sáng tạo và khả năng trình diễn các món cốc tai do ban tổ chức đặt ra. Cuối cùng, danh hiệu quán quân đã trao cho anh Orlando Mazzo, người pha chế đến từ Australia. Đây là một giải đấu tuyệt vời dành cho những người làm nghề như chúng tôi. Không những vậy, đây còn là nơi truyền cảm hứng cho những ai muốn khám phá về thế giới của nghề pha chế. Đây là năm thứ 10, giải đấu dành cho những người pha chế, hay còn gọi là Diageo World Class, được tổ chức. Không chỉ là được tổ chức nhằm tôn vinh tài năng của những người pha chế, giải đấu còn hướng đến việc thúc đẩy khả năng sáng tạo của những người tham gia, qua đó có thể tạo ra được những hương vị mới trong những ly cốc tai. Hơn 300.000 người pha chế đã tham gia giải đấu này trong 10 năm qua. Người sử dụng Internet trên toàn thế giới có thể gặp tình trạng không kết nối Internet trong vòng 2 ngày tới, vì các máy chủ chính và cơ sở hạ tầng giám sát web sẽ bị ngắt nguồn để thay đổi hệ thống khóa mật mã. Theo kênh truyền hình RT, đây là động thái của tập đoàn Internet cấp số và tên miền ICANN chịu trách nhiệm duy trì việc đăng ký tên miền và địa chỉ IP nhằm đảm bảo hệ thống tên miền DNS ổn định, an toàn. Theo đó, những người sử dụng Internet có thể gặp khó khăn trong 48 giờ tới như gặp lỗi truy cập web và tốc độ tải mạng chậm hay vấn đề về truy cập mạng nếu như họ sử dụng bên cung cấp mạng không cập nhật. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ khẳng định phần mềm chính đã được cập nhật thành công, vậy nên người dùng không phải quá lo lắng. Quy trình thay đổi các khóa mã hóa đang ngày một trở nên cần thiết do các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng Internet đang gia tăng. Nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh mùa cao điểm là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị, hiện nay trên cả nước, dịch tay chân miệng và dịch sởi đang diễn biến phức tạp, có dấu hiệu gia tăng tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Đối với dịch tay chân miệng đã có nhiều ca tử vong. Tỉnh Lâm Đồng nằm giáp ranh với một số tỉnh đang có dịch bệnh tăng cao. Điều này gia tăng nguy cơ lây lan là rất cao. Vì vậy, nâng cao phòng chống dịch bệnh cho các em mình trong thời điểm dịch bùng phát như hiện nay là vô cùng quan trọng. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tính đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận hơn 200 ca bệnh tay chân miệng và có 4 ca mắc sởi.
Bệnh tay chân miệng và sởi xảy ra ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. So với cùng kỳ năm 2017, các ca dịch bệnh nêu trên không tăng. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm thì rất đáng lo ngại. Bởi hiện nay, bệnh tay chân miệng, sởi đã bùng phát ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là ở các tỉnh thành phía Nam, nên dịch rất dễ lây lan ra diện rộng. Tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng, từ tháng 9 đến nay đã tiếp nhận 72 ca tay chân miệng, trong đó có nhiều ca bệnh nặng. Bệnh tay chân miệng có khoảng 80% trẻ mắc ở các thể nhẹ, có thể chăm sóc và điều trị tại nhà. Tuy nhiên, cha mẹ và người chăm sóc cần theo dõi sát tình trạng bệnh của trẻ. Nếu phát hiện các dấu hiệu trở nặng như giật mình, đi đứng loạn choạng, yếu liệt, phải đưa trẻ đến các bệnh viện để được điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, để phòng tránh bệnh, các ngành cần có sự phối kết hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng cho người dân tại các trường học, đặc biệt là các trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Bởi bệnh tay chân miệng cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh, nguy cơ lây nhiễm bệnh có thể được giảm thiểu bằng việc thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và chăm sóc y tế kịp thời cho những trẻ em bị bệnh. Bé hay khóc là không chịu ăn, dạ. Rồi cứ đêm là quấy, dạ. Cứ hay kêu là bị đau chân, rồi miệng kêu cứ đau miệng không chịu ăn uống gì hết. Nó rất là nguy hiểm tại vì bé nó không chịu ăn uống rồi còn ảnh hưởng đến sức khỏe của con nữa. Đến nay là chưa có vaccine phòng bệnh. Chính vì lẽ đó, mọi người phải dùng cái biện pháp phòng chống thụ động là chính, có nghĩa là vệ sinh cho trẻ thường xuyên, đặc biệt là rửa tay bằng xà bông thường xuyên, nhất là những lúc quan trọng như là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, rồi những lúc thay đồ cho trẻ, vệ sinh nhà cửa, lau chùi nhà cửa, các cái vật dụng trong nhà, rồi vệ sinh các cái đồ dùng của trẻ bằng các thuốc sát khuẩn thông thường ít nhất là 1-2 lần trong ngày. Riêng đối với bệnh sởi, từ đầu năm đến nay, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 4 ca mắc sởi, không có ca bệnh nặng. Theo bác sĩ, bệnh sởi là bệnh lây qua đường hô hấp, nên khi hắt hơi cần phải dùng khăn giấy che mũi miệng, bỏ khăn sau khi sử dụng vào thùng rác. Những trẻ có biểu hiện sốt, ho, mắt đỏ, phát ban cần đưa đến khám tại các cơ sở y tế. Bệnh sởi đã có vaccine chủng ngừa. Đối với trẻ từ 9 tháng tuổi, cần được tiêm đầy đủ theo lịch tiêm chủng mở rộng để phòng bệnh cho trẻ. Thì khi mà em bé bị sởi thì chúng ta thứ nhất là phải sốt cao thì chúng ta phải dùng hạ sốt, thứ hai là lau mát, và đặc biệt là chúng ta phải cho ăn uống đầy đủ và tăng cường chất lượng bữa ăn theo 4 nhóm. Thứ nhất là chất đạm, rồi chất bột, rồi chất béo và vitamin thì mới bảo đảm được dinh dưỡng cho các em. Cái thứ hai nữa là trong quá trình mà điều trị, nếu mà trường hợp mà nặng, chúng ta thấy có những cái triệu chứng mà nó nặng thì chúng ta phải đem đến bệnh viện ngay. Đó, còn cái chúng ta, và cái hai ba nữa là một điều quan trọng là chúng ta phải phòng ngừa, xong đó là chúng ta phải uống vitamin A đối với những trẻ em, ví dụ như trẻ mà dưới 6 tháng thì chúng ta cho một liều duy nhất là 50.000 đơn vị, 6 tháng tới 12 tháng thì cho 100.000 đơn vị, và trên 12 tháng thì chúng ta cho trên 200.000 đơn vị. Bệnh sởi nó có nhiều tác hại lắm, nên bây giờ phải sinh con ra là bây giờ có cái dịch vụ nào là mình phải đi tiêm cho bé hết đầy đủ. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành y tế Lâm Đồng đã yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cần đảm bảo cơ sở vật chất, thuốc men để kịp thời cứu chữa bệnh nhân, đồng thời khuyến cáo các cơ sở y tế cần tuyên truyền cho người dân về cách phòng chống dịch bệnh, trong đó cần tuân thủ lịch tiêm chủng vaccine sởi đầy đủ và vệ sinh sạch sẽ nơi ở, đảm bảo sức khỏe cho con em mình, tránh khỏi nhiễm bệnh tay chân miệng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.